Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Chợ Mới thực hiện tốt phong trào lực lượng vũ trang địa phương huyện chung sức xây dựng nông thôn mới với những công trình, việc làm cụ thể. Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức lực lượng tham gia giúp nhân dân và chính quyền địa phương nâng cấp, sửa lộ giao thông nông thôn được 292 km, tham gia cất mới và sửa chữa 14 cây cầu bê tông, gia cố đê bao, kênh, mương thủy lợi được 65 km với hơn 19.000 ngày công. Khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng có 7.162 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia với 7.000 ngày công, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương khảo sát hỗ trợ sửa chữa cất mới nhà đồng đội, tinh đồng đội, nhà chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được 11 căn với số tiền 370 triệu đồng. Thực hiện các hoạt động Tết quân dân, đơn vị phối hợp trung tâm y tế huyện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, người nghèo và neo đơn, vân vân, được 700 suất với số tiền 102 triệu đồng.